quý vị và các bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng review toàn cảnh biệt thự trên biển giữa lòng Hà Nội, mở bán thương mại dịch vụ Hải Đăng 9 ạ. Và quý vị và các bạn hãy nhớ là để lại những ý kiến của mình cũng như là đăng ký kênh nữa nhé. Vâng, thưa quý vị, biệt thự Vinhomes Gia Lâm là một trong những sản phẩm cực kỳ hấp dẫn tại dự án Vinhomes Ocean Park Gia Lâm. Với thiết kế đẳng cấp, nằm tại vị trí trung tâm của huyện Gia Lâm, không khó để khu biệt thự Vinhomes Ocean Park Gia Lâm trở thành một trong những nơi đáng sống nhất Hà Nội. Quy mô khoảng 2.300 căn biệt thự, đặc biệt là có hồ điều hòa và kênh đào xanh mát rộng hơn 40 ha. Xung quanh hồ là các căn biệt thự view hồ cực kỳ đẹp. Loại hình sản phẩm liền kề từ 90m2 đến 120m2, nhà phố từ 100 đến 150m2, nhà vườn từ 150 đến 200m2, song lập từ 150 đến 250m2, đơn lập thì từ 300 đến 600m2. Shop House thấp tầng là sản phẩm đắt giá nhất tại Vinhomes Ocean Park với vị trí đắc địa trên các tuyến đường huyết mạch rộng 30m, 50m thuộc các cái tiểu khu san hô, ngọc trai, sao biển, chiều cao 4,5 tầng, diện tích 60 đến 121m2, mặt tiền rộng từ 5 đến 8m và giá bán khoảng từ 9 đến 14 tỷ ạ. Hiện khu thương mại dịch vụ Hải Đăng đang mở bán với chính sách cực kỳ ưu đãi, có hai hướng chính, hướng Tây Nam và hướng Đông Bắc. Vị trí đối diện tòa chung cư Ruby và các Diamond dành cho giới siêu giàu với dân số trong khu khoảng 120.000 dân, kết nối giao thông rất thuận tiện. Phù hợp cho thuê hoặc là kinh doanh, ngân hàng tài chính, vàng bạc đá quý, điện gia dụng, văn phòng phẩm, trung tâm giáo dục ngoại ngữ, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, cà phê v.v. Về chính sách bán hàng như sau, có quà tặng voucher VinFast 200 triệu đồng, tiến độ thanh toán, đặt cọc 300 triệu một lô. Ngân hàng hỗ trợ vay 65%, hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng ạ. Không vay được chiết khấu 5% sẽ bàn giao nhà tháng 4 năm 2021 hay là liên hệ ngay phòng kinh doanh Vinhomes 0824258888 để được mua với giá gốc từ chủ đầu tư. Một chút thông tin về biệt thự san hô. Phân khu san hô với 329 căn biệt thự đơn lập và song lập. Shop House được thiết kế theo phong cách hiện đại sang trọng, nằm ngay gần với hồ trung tâm rộng 24,5 ha, trên đèo VinUni với không gian rộng lớn thoáng mát. Tiếp theo là biệt thự Hải Âu. Tiểu khu Hải Âu tại khu biệt thự Vinhomes Ocean Park Gia Lâm nằm tại phía nam của dự án, được thiết kế theo ý tưởng uốn lượn tựa cánh chim Hải Âu hướng về biển hồ nước mặn và hồ lớn trung tâm của dự án. Khu Hải Âu thì sẽ có 522 căn biệt thự đơn lập và song lập. Biệt thự sao biển. Khu sao biển Vinhomes Ocean Park Gia Lâm nằm tại phía đông bắc của dự án, tiếp giáp với Dương Xá và trục đường lớn của thành phố. Khu sao biển sẽ có 823 căn liền kề, shop house, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, dễ dàng tiếp cận khu biển hồ nước mặn và hồ trung tâm. Biệt thự Ngọc Trai. Tiểu khu Ngọc Trai nằm tại trung tâm dự án Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, được bao quanh bởi công viên sông, mặt hồ trong xanh với đa dạng các loại hình căn hộ. Cụ thể, tại khu Ngọc Trai sẽ có 721 biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, shop house liền kề. Thiết kế khu biệt thự Vinhomes Gia Lâm. Và thưa quý vị, khu biệt thự Vinhomes Gia Lâm thì được chia thành hai loại sản phẩm chính, gồm biệt thự đơn lập và biệt thự song lập, bên cạnh các căn liền kề, shop house hay nhà vườn, với tổng số khoảng 2.300 căn biệt thự. Một trong những điểm hấp dẫn của dự án đó là việc mang đến hồ điều hòa và các kênh đào rộng với tổng diện tích lên đến 40 ha. Bên cạnh đó là hệ thống cảnh quan cây xanh trong lành cùng hệ thống hồ điều hòa bao quanh các căn biệt thự sẽ biến khu biệt thự Vinhomes Gia Lâm trở nên đáng sống hơn bao giờ hết. Các căn biệt thự Vinhomes Gia Lâm được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng với diện tích đa dạng 150 đến 600m2, đồng thời hoàn thiện mặt ngoài, bàn giao thô bên trong giúp chủ nhân căn biệt thự có thể dễ dàng thiết kế theo ý tưởng của riêng mình. Các căn biệt thự Vinhomes Gia Lâm thì đều được dành một phần không gian nhỏ phía trước làm sân vườn, nơi chủ nhân căn biệt thự có thể trồng cây xanh, tiểu cảnh hay tận dụng làm không gian nhâm nhi ly cà phê với một chiếc bàn nhỏ, tận hưởng không gian trong lành, thư thái của khu đô thị. Khu biệt thự thiết kế tối ưu. Trải qua nhiều năm xây dựng phát triển các dự án thấp tầng như Vinhomes Gardenia Mỹ Đình hay là Vinhomes Green Bay Mỹ Trì, chủ đầu tư Vingroup có đầy đủ kinh nghiệm xây dựng, phát triển hệ thống biệt thự có thiết kế sang trọng, đẳng cấp, ấn tượng, tối đa hóa chức năng sử dụng vượt qua giới hạn về một sản phẩm tầm trung. Với thiết kế tân cổ điển sang trọng, mỗi căn biệt thự tại Vinhomes Gia Lâm hứa hẹn là sẽ trở thành một cái tác phẩm trường tồn với thời gian, không dễ bị lạc hậu với thiết kế, đồng thời mang đến sự sang trọng, đẳng cấp cho chủ sở hữu của biệt thự.
Nơi đây là môi trường sống rất lý tưởng và trong lành thưa quý vị. Khách hàng sẵn sàng mua biệt thự tại Vinhomes Gia Lâm bởi nơi đây được quy hoạch với thiết kế thân thiện với môi trường. Bên cạnh hệ thống hồ điều hòa rộng 40 ha thì xung quanh các căn biệt thự Vinhomes xuất hiện khá nhiều hồ xung quanh, kết hợp hệ thống cảnh quan cây xanh sẽ biến không gian sống ở đây trong lành và xanh mát hơn. Chính không gian thoáng đãng yên tĩnh trở thành nơi thư giãn lý tưởng cho chủ nhân căn biệt thự sau mỗi ngày làm việc căng thẳng ạ. Về hệ thống dịch vụ tiện ích thì dịch vụ hệ thống tiện ích đẳng cấp góp phần làm nên thương hiệu của các dự án do Vingroup xây dựng với Vinhomes Gia Lâm. Chủ sở hữu căn biệt thự tại đây hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ tiện ích tại dự án này. Tiềm năng tăng giá của dự án. Khu biệt thự Vinhomes Gia Lâm nằm tại trung tâm của huyện Gia Lâm, khu vực cửa ngõ giao với nhiều khu vực, nhiều tỉnh thành phố xung quanh Hà Nội. Bên cạnh đó thì từ tổ hợp dự án Vinhomes Gia Lâm có thể dễ dàng kết nối tới trung tâm thành phố và khu sân bay quốc tế Nội Bài, biến giá trị của các căn biệt thự tại đây dễ dàng tăng giá trong tương lai hơn. Ngoài việc mua biệt thự để ở thì trong tương lai không xa, đây là khu vực cho thuê khá là hấp dẫn khi mà các chuyên gia của các doanh nghiệp, các khu công nghiệp ngay gần với dự án có nhu cầu thuê lại để sinh sống và làm việc. Vâng thưa quý vị, trên đây là toàn cảnh biệt thự biển giữa lòng Hà Nội mở bán thương mại dịch vụ Hải Đăng. Và rất cảm ơn quý vị quan tâm, đừng quên để lại ý kiến cùng mình cũng như là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều những thông tin khác từ View Đô Thị S nhé.